Hello, xin chào mọi người, lại là Lê Bống Review Phim đây. Hôm nay Bống sẽ lên cho các bạn bộ phim siêu cực hay, bộ phim Xin Phép Được Bắt Đầu. Tại ngôi làng hoang vắng cách biệt với thế giới bên ngoài có một chàng trai trẻ tên Jitna sống cùng bà nội. Anh là một người hoạt bát vui vẻ, nhưng không có nhiều bạn bè vì cậu quá khác thường. Ngày bé mỗi lần chơi cùng bọn trẻ trong làng cậu sẽ làm vỡ nắp đồ chơi, sức mạnh của cậu làm mọi người phải ái ngại, nhưng nhờ có tình thương của bà nên cậu vẫn lớn lên khỏe mạnh mỗi ngày. Một ngày nọ đang chơi cùng đám trẻ con thì chàng trai phát hiện một con diều lớn nghiêng ngả trong gió. Quyết định đuổi theo liền vô tình cứu được cô gái xinh đẹp. Mắt cô trông veo như nước mùa thu khiến anh lần đầu nhìn thấy đôi mắt ấy đã yêu cô rồi. Vì để tránh hiểm nghi, anh nhờ người hướng dẫn viên du lịch trong làng thông báo rằng không có ai giúp cô ấy cả. Sau khi trở về, cô vẫn vô cùng khó hiểu về người đã cứu mình. Chân cô bị bong gân không thể đi lại được và một lần nữa chàng trai đó đã giúp cô. Nhưng không ai tin cô cả, ngay đến người dẫn đường còn nói đó là ma. Một hồn ma vì tình yêu và say mê cô như điếu đổ. Sáng hôm sau, cô gái quyết định đi tìm hiểu về chuyện này. Đến làng, cô bị bọn nhỏ trêu đùa và tình cờ gặp bà nội của Jitna. Cô hỏi bà có thấy thanh niên hay cây cột nào không, nhưng không ngờ chỉ 30 giây đã không còn bóng ở nào phía sau cô cả. Rõ ràng trước đó ở đây có một thanh niên và 5-6 đứa bé cơ mà, được bà cụ mời vào nhà uống nước. Cô gái hốt hoảng bỏ chạy khi trông thấy người cứu mình ngồi trên bàn thờ ngắm gà khỏa thân. Cô nhanh chóng bỏ chạy vì nghĩ mình thật sự đã gặp ma mắt rồi. Chàng trai vô cùng thích thú khi trông thấy cô gái bị lừa. Thì ra người trên tấm hình là cha và mẹ của anh, còn Jitna trông quá giống cha mình nên làm cho cô gái hiểu lầm. Hôm sau, cô gái lại phát hiện chàng trai khi đang đi tập leo núi. Cô hét toáng lên làm anh cũng giật mình, vì thế trước mặt mọi người Jitna đã nhanh như khỉ mà trốn thoát. Ngay sau đó, người hướng dẫn của họ bị hoảng sợ và sốt đến 40 độ. Cả nhóm quyết định rời khỏi nơi quỷ quái này ngay lập tức. Để dành lại miếng cơm cho anh bạn hàng xóm thì chàng trai đành nhờ bạn mình gọi cô gái ra để giải thích, nhưng cô gái quá sợ nên không muốn ra gặp một con ma. Sáng hôm sau, cô phát hiện dường như con ma đã thực sự đến tìm cô lại còn chỉ đường cho cô. Sợ thật đấy, nhưng với hy vọng con ma này sẽ siêu thoát nên cô phải đi tìm nó thôi. Bất ngờ chàng trai xuất hiện ngay sau lưng cô và giải thích tất cả chỉ là hiểu lầm. Anh còn cho thêm một màn gọi chim buổi sáng cho cô xem. Sau khi làm sáng tỏ sự việc, Jitna đã trở thành bạn của họ. Họ cùng nhau chơi đùa và chứng kiến anh bắt cá bằng tay không. Mọi người chỉ biết há hốc mồm khi thấy cảnh này, hay đến cả chơi kéo co 1:10. Tới khi chơi đánh bóng thì như cũ anh làm thủng lưới và phá nát cả tảng đá phía sau. Những ngày tiếp theo, Jitna dẫn Jiza đi tham quan cảnh đẹp trong làng, hai người ở bên nhau vô cùng vui vẻ và tâm đầu ý hợp. Ngày cuối cùng, anh còn dẫn cô về nhà gặp bà, trong đôi bạn trẻ vui vẻ mà lòng bà dâng lên một nỗi lo lắng không tên. 10 ngày trôi qua, thời khắc chia tay cũng đã đến gần. Mọi người chào tạm biệt chàng trai vui tính, còn Jitna vô cùng lưu luyến đi theo chiếc xe đến khi nó rời xa mãi. Trở về Singapore thì Jiza và cô bạn thân bị đuổi việc do du lịch về trễ, nhưng nhờ tương kế tự kế mà cô bạn của nữ chính đã lên kế hoạch lừa Jitna đến đây. Họ sẽ lăng xê anh trở thành một ngôi sao, anh sẽ nổi tiếng toàn thế giới, còn họ thì không bị đuổi việc. Tự cảm thấy dự án của mình là cú lời, hai cô gái nhanh chóng viết kịch bản lừa chàng trai. Cô nàng đã gọi cho người hướng dẫn viên du lịch và kết nối điện thoại với Jitna. Jitna nói em rất nhớ anh, em không thể làm gì được nếu anh không đến đây gặp em, mẹ em sẽ gả em cho người khác. Nghe được tin này, chàng trai quyết định bằng mọi giá cũng phải đến gặp người tình trong mộng. Anh xin phép bà về chuyến đi này, nhưng bà không đồng ý. Quá tức giận, chàng trai đã nói rằng bà quá ích kỷ. Bà là người đang ngăn cấm sự phát triển của anh. Tối đó bà kể cho nam chính về những chuyện đã xảy ra với gia đình. Ông anh là một tiến sĩ nổi tiếng. Một ngày nọ ông bắt gặp đĩa bay, nhưng bà và ông gặp tai nạn giao thông ngay lúc đó. Ông bắt con bà một mình nuôi đứa trẻ bị thiểu năng lớn khôn. Một ngày nọ đứa trẻ đó vô tình cứu được một người ngoài hành tinh tên Jado. Nó đã giúp cho con trai bà trở nên thông minh hơn người. Sau khi người ngoài hành tinh rời đi, cha và mẹ của anh cưới nhau. Một thời gian sau, có một công ty chuyên về công nghệ thông tin vô cùng nổi tiếng trên thế giới tìm đến. Họ muốn cha cậu cùng tham gia phát minh một siêu máy tính có thể tính toán được tương lai của con người. 2 năm sau, siêu máy tính hoàn thành, còn cậu cũng sắp được sinh ra. Cha cậu gọi về với giọng nói lo lắng rằng mình đã bị người khác lợi dụng, nhưng ông sẽ trở về nhanh thôi. Không ngờ đó lại là cuộc gọi cuối cùng. Cha anh được thông báo là đã ngỏm trong một trận hỏa hoạn. Còn mẹ anh vì quá đau buồn nên đã đi ăn gà ít ngày sau đó. Đến năm anh 6 tuổi thì phát hiện ra cũng có siêu năng lực như cha mình nên bà quyết định mang anh đi trốn. Nghe bà nội kể hết ngọn ngành thì chàng trai vô cùng đau khổ vì đã hiểu lầm cho bà. Nhưng không ngờ sáng hôm sau bà đã chuẩn bị đồ cho anh và dặn anh hãy sớm mang người yêu trở về. Hãy nhớ rằng phải luôn che đậy sức mạnh của mình, đừng bao giờ bộc lộ ra. Lần đầu tiên đến với thế giới bên ngoài thì mọi thứ đều quá lạ lẫm. Không ngờ mới bước ra cổng anh đã bị bọn ăn cướp nhắm vào. Chúng chở nhau trên xe và giật túi xách của anh. Với sức lực của anh, không những bọn nó không giật được còn bị té lộn cầu vồng. Xe thì trượt tỉ mét trên mặt đường.
Anh lo lắng xin lỗi tới tấp nhưng bọn cướp quá sợ hãi bèn ba chân bốn cẳng dắt xe trốn mất. Lúc này anh và cô gái gặp lại nhìn nhau không biết nói gì. Họ sắp xếp cho anh một phòng khách sạn ở tầng 20 với lý do mẹ của cô gái đã đi Hồng Kông và sẽ trở về sau 15 ngày. Anh cũng hết sức sẵn lòng chờ đợi mẹ vợ tương lai. Cô gái đưa cho anh một chiếc điện thoại và rời đi nhưng khi cửa thang máy vừa mở ra ai cũng ngạc nhiên vì chàng trai đã xuất hiện ngay ngoài cửa và chờ họ. Đang tính lấy chiếc nhẫn ra cầu hôn cô để làm nam chính ngôn tình thì cô đã tự lấy và tự mình mang vào. Chia tay người yêu anh bắt gặp ở phía đối diện có một chàng trai đang múa võ Trung Quốc thì ra người kia đang mãi võ mưu sinh lấy tiền giúp em gái phẫu thuật. Các chiêu thức uyển chuyển tuyệt diệu được chàng trai nhanh chóng học thuộc. Thanh niên múa võ bị ngã làm khách xem biểu diễn rời đi. Thế vậy Jitna nhanh nhẹ đứng ra biểu diễn thay, anh diễn lại toàn bộ chiêu thức mình vừa học một cách đẹp mắt xong xôi mang nó đi xin tiền cho cô bé. Để cảm ơn tấm lòng của chàng trai, người múa võ đã làm quen với anh và cho anh địa chỉ công viên mình làm việc. Vài ngày sau đó Jitna lừa nam chính đến nơi quay hình, bảo với anh đến tham quan không ngờ lại đưa anh thành nhân vật chính. Cô giới thiệu anh trèo cây cao nhanh hơn cả khỉ. Cô nói nếu anh không thắng cô sẽ cưới con tinh tinh kia. Anh đành phải đồng ý nhưng không ngờ chỉ nhìn con tinh tinh mà nó đã phải lòng anh rồi. Nó chạy đến nắm lấy tay anh làm cho bà chủ của cô gái tức điên lên. Sau đó nó lại quảng cho cô gái một trái chuối khiến bà chủ tức mắng chú tinh tinh một trận. Không ngờ nó nhanh nhẩu quăng thêm trái chuối vào mông bà ta. Tiếp sau là cho bắt cá trên sông. Lần đầu tiên, Jitna bắt được một chiếc giày còn lần sau thì mò được một chiếc áo và thành thạo mang bản thân thành trò cười cho thiên hạ. Cô gái vô cùng tức giận nhưng chàng trai chân thành khiến cô vui vẻ trở lại. Đến tối hai người đi vào một rạp xiếc thì đột nhiên xảy ra một vụ nổ. Tiếng nổ lớn làm Jitna bất tỉnh. Jitna hoảng sợ tháo chạy ra ngoài nhưng bên trong còn vài đứa trẻ kẹt lại. Với tiếng than khóc ngập trời chàng trai đấu tranh cùng lời hứa với bà. Sau đó anh nhanh trí mang một chiếc mặt nạ đen biến thành một người khác xông vào ngọn lửa. Anh nhanh chóng chuyển dây cứu lấy một người rồi vứt ra ngoài. Sau đó anh ôm ba đứa trẻ thoát ra. Lại có cặp vợ chồng Trung Liên khóc xin anh cứu cô con gái nhỏ. Anh quan sát nhưng không nhìn thấy cô bé liền đạp theo dây điện đi vào bên trong. Một lúc sau anh tìm thấy cô bé đang trốn dưới bàn, con bé hoảng loạn hỏi anh là ai. Anh liền trả lời mình là siêu nhân. Ôm cô bé trong lòng anh hùng của chúng ta xông ra trong cơn biển lửa từng thanh gỗ trên đầu rơi xuống. Vừa ra ngoài Jitna đã tỉnh lại, cô bước tới gần và muốn chạm vào mặt nạ, nhưng anh chỉ trao đưa bé lại và đi mất. Sau đó, anh nhanh nhẹn trở lại thành một người bình thường. Hôm sau, tin tức vụ cháy xuất hiện khắp nơi. 25.000 đô sẽ được trao cho người có lòng dũng cảm đã bất chấp nguy hiểm cứu người vậy mà đã mấy ngày tin tức anh hùng giấu mặt vẫn biệt tăm. Cô gái tin rằng Jitna chính là anh hùng. Đứng trước quyết định đuổi việc của bà chủ, cô và bạn của mình định thử vận may một lần nữa. Jitna bố trí máy quay và dàn dựng cho người cướp của mình để chứng minh siêu năng lực của chàng trai. Chàng trai ban đầu cũng đánh trả nhưng nhận ra cô gái đang thử mình nên anh quyết định tương kế tự kế chịu đòn để xem biểu hiện của cô. Cô gái nghe bạn mình thông báo vẫn chưa có diễn viên, biết được mình đã làm chàng trai bị thương nên cô vô cùng đau đớn. Khi cô nhận sai anh biết đám người kia thật sự là cướp và đã lấy mất chiếc nhẫn anh tặng cô. Đụng tới cái lò hư hỏng của anh là chúng mày hết nước chấm rồi. May là mới xước cái cánh tay chứ xước cái khác thì bọn này ăn lo đòn. Anh nhanh chóng đeo mặt nạ và tìm đến bọn cướp nhẹ nhàng đá một tên đang đi vệ sinh sai vị trí. Sau đó đón tiếp cái bọn hống hách này bằng chiêu thức bay lên vô cùng ảo diệu. Một tên bị anh đá bay xa 3 mét còn một tên đang lái xe thì nhận cú đấm của anh khiến xe một đằng người một nẻo. Rồi anh quăng cả người và xe lên không trung một cách nhẹ nhàng. Phút cuối anh cho chiếc xe đó tiếp xúc nhẹ với bọn cướp làm chúng ngã rạp dưới chân. Bọn người xấu quá sợ hãi tay chân run rẩy giao lại chiếc nhẫn rồi bỏ chạy. Đúng là không cái dại nào bằng cái dại này. Dám đi cướp nhẫn của người yêu siêu nhân là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời chúng rồi. Đúng lúc anh tháo mặt nạ thì bị anh múa võ phát hiện. Nam chính bảo anh ta hãy nhận mình là siêu nhân để lấy tiền chữa bệnh cho em gái. Ngày người bạn múa võ đến nhận phần thưởng, chàng trai và cô gái cũng đến tham dự. Anh trao lại cho cô chiếc nhẫn còn cô hỏi anh không đặt nhẫn vào tay em nữa sao. Điều này chẳng khác gì lời đồng ý cầu hôn cả. Ai ngờ không biết rằng có một người đàn ông vô tình nhận ra nam chính. Trong lúc tưởng chừng mọi thứ đã viên mãn thì cô gái lại phát hiện ra người đeo mặt nạ nổi tiếng không ai khác chính là người yêu mình. Cô vui vẻ đi tìm bà chủ để báo tin. Đây thật sự là một tin tức giật gân. Đúng lúc này chàng trai gọi điện tới, cô gái đã quên điện thoại ở nhà nên người nhận là mẹ cô. Biết được người nghe điện thoại là mẹ vợ thì anh vô cùng niềm nở hỏi han, nhưng không ngờ bà không hề hay biết đến anh. Điều này chứng minh cô gái đang lừa dối anh. Anh nhanh chân tìm đến công ty và vô tình nghe được âm mưu mà người mình yêu đã làm. Quá đau đớn, cũng như tuyệt vọng, anh quay lưng đi và quyết định trở về ngôi làng nhỏ. Thì ra giống như bà nói thế giới bên ngoài, chỉ có dối lừa mà thôi. Cô gái vẫn chưa nhận ra điều gì bèn nũng nịu và trách móc người yêu nhưng dưới sự đối chất của anh thì cô đành nhận lỗi. Cô nói cô đang muốn tốt cho anh kể cho cô nghe chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh nổi tiếng và được nhiều người săn đón.
Biết chuyện, cô nhanh chóng tìm bà chủ để lấy lại đoạn băng. Cũng chính lúc này, người đàn ông đã muốn tìm Zina đã nhận ra cô. Thì ra ông chính là người đồng nghiệp của cha anh và kể cho anh nghe mọi thứ. Cha anh thật ra vẫn còn sống và đang bị giam giữ bởi tên tiến sĩ xấu xa. Và 20 năm trước, đúng ngày cậu được sinh ra, ông và cha cậu đã trò chuyện với nhau trong phòng siêu máy tính. Chiếc máy tính này phải được mở khóa bằng nhịp tim và võng mạc của cha nam chính. Cả hai người họ dùng thử máy và điều khủng khiếp rằng cả hai nhìn thấy cảnh Rohit sẽ bị hại bởi chính gã tiến sĩ tham lam. Biết được điều này, ông đi ngăn tiến sĩ, còn Rohit ở lại tiêu hủy máy tính. Trước nỗ lực của hai người thì cha anh vẫn suýt chút nữa bị sát hại. Tình thế ngàn cân treo sợi tóc, ông đành nói cho tiến sĩ biết cách mở khóa của siêu máy tính. Vì thế hắn ta quyết định giữ cho não bộ của cha anh sống sót nhưng cơ thể thì gần như bị tê liệt hoàn toàn. Bao nhiêu năm qua ông luôn âm thầm tìm kiếm sự giúp đỡ và người thân của Rohit nhưng không có tin tức. May mắn thay, giờ đây ông đã gặp anh, ngày công bố siêu máy tính sắp đến, tên tiến sĩ chắc chắn sẽ nhanh chóng hại cha anh khi hết giá trị lợi dụng. Nghe xong câu chuyện, chàng trai quyết định phải giải cứu cha mình và giành lại công bằng cho gia đình. Đồng thời khi siêu máy tính hoạt động, hắn ta sẽ trở thành sự đe dọa cho cả thế giới này. Về phía tiến sĩ, hắn ta đã hoàn thành việc sửa chữa siêu máy tính và đăng nhập thành công nhờ vào cha của Zina. Tại đây ông ta vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy mình sẽ ngỏm bởi người mặt nạ. Quyết không để chuyện đó diễn ra, hắn đi tìm và hại người mù võ. Nghĩ rằng đã tiêu diệt được kẻ thù, hắn ta thong dong trở về. Vừa đến nơi thì nhóm ba người của Zina phát hiện người múa võ đã ngỏm. Chàng trai quyết định đuổi theo tên ác bá. Mặc cho bao ánh mắt nhìn anh trên phố, anh vẫn miệt mài chạy đua với những chiếc xe trên đường. Rồi sau đó anh nhảy qua dòng sông, tốc độ chạy nhanh như xe buýt 32 ở Hà Nội. Trẻ con trên xe hò reo vì được xem siêu nhân ngoài đời thực. Sau đó Zina sử dụng khinh công nhảy lên cây cầu. Gã tiến sĩ vẫn ở phía trước, còn anh gần đuổi kịp thì có một cậu bé suýt bị tông xe nên anh đã cứu cậu mà bỏ cơ hội bắt hắn. Hắn lên máy bay trở về hòn đảo và Zina tiếp tục đuổi theo. Anh bay trên đầu những chiếc xe rồi mượn lực của đài phun nước để nhảy lên cao quan sát hướng bay của chiếc trực thăng. Chàng trai nhanh chóng phát hiện dấu vết liền lao xuống nước như một con cá mập mạnh mẽ. Không lâu sau, nam chính cũng đến được hòn đảo. Mấy tên vệ sĩ phong cách Trung Hoa chờ đợi anh trên cây. Anh nhẹ nhàng đá văng thanh đao của chúng rồi thuận thế cho hai tên đang leo lên cây văng ra xa như một mũi tên. Anh xuất mấy chiêu liên tục làm đám người ngã lăn không dậy nổi. Tên tiến sĩ hăng hái trở về phòng máy tính. Khi hắn xem tương lai của mình thì bất ngờ hắn vẫn đi ăn gà bình thường, không có gì thay đổi cả. Để tự cứu lấy mình, hắn cho người bắt bạn gái anh. Trong khi Zina tìm đường để đến trung tâm phòng máy thì biết được tên ác độc chắc chắn sẽ theo dõi mình. Anh nhanh trí lẩn trốn và phá cả một bức tường để đám người không trở tay kịp. Cuối cùng gã tiến sĩ cũng đã lộ diện, tay trái hắn cầm súng hướng về phía anh, còn tay còn lại vịn trên xe lăn của cha anh. Lão hỏi vì sao muốn hại lão và mày là ai. Gã bàn ngỏm người đàn ông đã tiết lộ thông tin, đồng thời mang người yêu anh ra làm con tin. Anh từ từ bước đến gần người đàn ông trong khi đám thuộc hạ của gã tấn công liên tục. Chúng không ngừng nện từng cú lên người, lên đầu anh khiến nam chính ngã xuống. Cha anh bò về phía Zina và hỏi cậu là ai. Dường như ông đã nhận ra anh rồi. Hắn muốn đánh Rohit nhưng anh nhanh nhẹn bắt lấy chân hắn rồi quăng ra xa. Ngay lập tức nam chính giáp lá cả với bọn vệ sĩ. Trong lúc gã tiến sĩ định nã súng vào anh, cha và người yêu anh giằng co với gã. Gã dùng súng bắn hai phát vào họ như muốn anh phải lựa chọn, nhưng hắn không ngờ anh nhanh nhẹn vứt bình chữa cháy trong tay về phía người yêu, đồng thời lao nhanh đến chịu thay viên đạn cho cha. Viên đạn ghim vào vai trái khiến anh đau đớn vô cùng. Không kịp để gã chuẩn bị, anh tiến đến với tốc độ xé gió, một đấm làm hắn ngã nhào lên chiếc siêu máy tính. Ngực của gã tiến sĩ bị xuyên qua bởi thanh sắt dài. Phút cuối hắn vẫn hỏi mày là ai và đáp lại ý nguyện cuối cùng của gã. Anh nhẹ nhàng dùng bàn tay đầy máu lột bỏ chiếc mặt nạ đen. Cuối phim, chàng trai trở về cùng người yêu ngay ngày giỗ cha. Bà ôm lấy cháu nội và cháu dâu rồi đưa mắt nhìn ra cổng, không ngờ trước mắt bà là bóng dáng người con trai ngỡ chỉ còn trong kỷ niệm. Bà đi từng bước đến gần và ôm lấy con trai. Người cha đưa tay sờ vào di ảnh của vợ, nước mắt tuôn rơi. Tối ấy ông gửi tín hiệu cho người bạn ngoài hành tinh của mình. Trên con tàu vũ trụ nhấp nháy như đáp lại lời thỉnh cầu từ họ. Hứa hẹn sẽ có phần tiếp theo để làm sáng tỏ sức mạnh siêu nhân nhưng ảo ma Ấn Độ của gia đình bá đạo này. Phim đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã đón xem. Nhớ đăng ký kênh để có những thông báo về video mới nhất nhé. Bye bye mọi người.